Đây là đường Phạm Hữu Nhật ở quận Phú Bình sang các bạn. Đây là giao lộ của đường Lê Văn Hiến và đường Phạm Hữu Nhật của quận Phú Bình Sơn. Chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày 24 tháng 12 âm lịch. Tôi đang có mặt tại quận Ngũ Hành Sơn. Quận Ngũ Hành Sơn là một trong những quận trực thuộc của thành phố Đà Nẵng, nằm về hướng đông nam của thành phố Đà Nẵng đó các bạn. Không khí đông xuân tại quận Ngũ Hành Sơn đang bắt đầu sôi động. Không khí đông xuân tại quận Ngũ Hành Sơn đang rất là sôi động đó các bạn. Thành là cái mặt nhăn nó đang chớp.
té vô đứa nhất mà em nhé. Thấy không? À, xin chào anh. À, xin hỏi anh là cái công trình mình ở đây là khi nào hoàn thành đây nè? Chào tất cả các bạn. À, theo như một anh đang tập trung thi công để mà hoàn thành cái công trình của Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thì công trình điểm vui chơi của quận Ngũ Hành Sơn này thì dự kiến sẽ hoàn thành trước Tết. Về thời gian thì thực tế cũng không có thể khẳng định được, bởi vì cơ bản là đã hoàn thành tới 90% rồi. Bây giờ chỉ còn lại một vài điểm để lát gạch, và ở đây thì công nhân người ta đang khẩn trương để mà hoàn thành lát gạch ở tạo cái vẻ bề ngoài đường đi cho nó hoàn hảo hơn đấy các bạn. Còn cơ bản thì các cái điểm trang trí trưng bày vui xuân tại điểm quận Ngũ Hành Sơn thì đã hoàn thành. Chào tất cả các bạn, hôm nay là ngày 24 tháng 12, tôi đang có mặt tại điểm vui chơi xuân của quận Ngũ Hành Sơn. Quận Ngũ Hành Sơn nằm về hướng đông nam của thành phố Đà Nẵng. Đây là một trong những cái địa điểm vui chơi của thành phố Đà Nẵng. Và bằng chứng ở đây là quận Ngũ Hành Sơn đầu tư kinh phí để tạo ra một cái điểm vui chơi tại quận Ngũ Hành Sơn, gần danh thắng Ngũ Hành Sơn nha các bạn. À, chào anh. Chào hỏi đây là cái điểm vui chơi của quận Ngũ Hành Sơn hay là của danh thắng Ngũ Hành Sơn này? Cái này là của Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn đầu tư rồi để cho bà con vui xuân đón. Thưa chào tất cả các bạn. Tôi đang có mặt tại quận Ngũ Hành Sơn. Quận Ngũ Hành Sơn là trực thuộc của thành phố Đà Nẵng. Tôi có trao đổi với một anh ở trong ban quản lý của điểm vui chơi của quận Ngũ Hành Sơn ở đây, thì được biết đây là một trong những điểm vui chơi xuân mà quận Ngũ Hành Sơn đầu tư để mà phục vụ bà con xa và gần cũng như du khách ở các nơi đến tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và cũng như là đến thăm quận Ngũ Hành Sơn. Quận Ngũ Hành Sơn nằm thuộc về hướng đông nam của thành phố Đà Nẵng nè các bạn. Xin cảm ơn anh nhé. Tôi nghĩ là cái cỡ mà một cái điểm mà vui xuân mà trang trí của một cái quận mà quận Ngũ Hành Sơn ở đây thì cũng thuộc tầm cỡ đây này. Giới thiệu với các bạn là đây là một trong những cái điểm vui xuân mà Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn đầu tư kinh phí để mà phục vụ cho bà con cũng như du khách ở các nơi đến tham quan.
Cái điểm mà tham quan vui xuân của quận Ngũ Hành Sơn thì ở đây không phải riêng đồng bào ở trong quận huyện mà thậm chí cả khách du lịch, bởi vì điểm quận Ngũ Hành Sơn ở tại cái địa điểm này thì nó gần nơi danh thắng Ngũ Hành Sơn đó các bạn. Nơi đây không chỉ riêng bà con trong quận thành phố, trong quận huyện mà thậm chí cả khách du lịch, người ta đến tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn, người ta cũng ghé thăm ở địa điểm này. Tại điểm vui xuân của quận Ngũ Hành Sơn, ngoài những cái khâu thi công đang khẩn trương thì người ta còn bảo dưỡng và tưới cây chăm sóc hàng ngày đó các bạn. Một ngày như vậy đó mình tưới chắc cũng phải không 3-4 lần anh hả? 2 lần 4 tiếng. Hai lần 4 tiếng. Giờ mới là ngày 24 tháng 12 âm lịch nhưng mà không khí ở cái điểm vui xuân của quận Ngũ Hành Sơn cũng đã bắt đầu rất là sôi động và rất là rộn ràng đó các bạn. Ở xa xa kia là quận núi Ngũ Hành Sơn đó các bạn. Tại cái điểm trang trí của quận Ngũ Hành Sơn ở đây thì gần danh thắng Ngũ Hành Sơn. Ở xa xa các bạn nhìn thấy đó là Ngũ Hành Sơn, gồm 5 ngọn núi Ngũ Hành trên đỉnh Ngũ Hành Sơn.
Đà Nẵng thì có thể có rất nhiều là điểm vui chơi xuân Quý Mão năm 2023. Nhưng mà theo như nhận định của tôi thì tôi nhận thấy rằng đây là một trong những cái địa điểm vui xuân của quận Ngũ Hành Sơn, mà quận Ngũ Hành Sơn đầu tư kinh phí ra để mà làm. Tôi nghĩ là đây là một cái công trình rất là nỗ lực của quận Ngũ Hành Sơn đó các bạn. Đối với cấp thành phố thì người ta đầu tư kinh phí để mà tạo ra những cái điểm vui xuân cho đồng bào, cho khách du lịch cũng như đồng bào, thì cái điểm đó là dễ. Nhưng mà với quận Ngũ Hành Sơn thì theo tôi nghĩ là ở cấp quận mà đăng ký một cái điểm vui xuân như vậy có hoành tráng và rất là đẹp.